speaker is Mr. Nguyen Duc Ban, okay? Head of Consulting and Training from the Center for Registration of Safety Techniques, Department of Cooperative and Rural Development from the Ministry of Agriculture and Rural Development. Please join me in welcoming Mr. Ban to the stage to present the topic Practice Quantitative Risk Assessment for LPG Bottling Plants or Stations. Xin chào mọi người, tôi giới thiệu lại một chút xíu, mình xin nói tiếng Anh. Chắc người đây là có mỗi một chuyên gia người nước ngoài mà. Anh có nói tiếng Việt nào người Việt Nam không? Tôi không nói tiếng Anh. Em không nghe được tiếng Anh. Thế là có lẽ thế này. Tập nào đấy nào đâu. Được. Tôi thì tên là Nguyễn Đức Bản. Tôi là trưởng phòng tư vấn huấn luyện của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Máy thiết bị Công nghiệp, Tổng cục Nông nghiệp. Thì chúng tôi, tổ chức của chúng tôi thì cũng có 20 năm làm về tư vấn và thẩm định các cái dự án về các công trình nhiệt điện và các cái công trình về khí của chúng ta. Thế thì trong 5 năm gần đây, bắt đầu từ năm 2018 thì bộ chúng ta ra cái thông tư 40. Khi đấy thì câu chuyện đánh giá rủi ro của anh em chúng ta mới bắt đầu nói chuyện về đây. Nhưng mà trước đây chỉ áp dụng trong các công trình dầu khí thì bắt đầu quy chuẩn là 11 thì chúng ta đánh giá thì bắt đầu thực hiện. Thế thì như tôi biết ở đây thì tôi phải hỏi trao đổi mọi người trước thì buổi sáng thì chúng ta chưa có cái đoạn làm quen. Thì xin phép hỏi ở đây có anh chị nào thì cũng khá lâu nên tôi phải hỏi lại. Cái năm 2017 thì Bộ Công Thương có tổ chức cái lớp chuyên gia đánh giá rủi ro đầu tiên mà cấp chứng chỉ máy lượng anh ký. Xin phép anh chị ở đây có ai tham gia không? Chắc không. Xin phép câu hỏi thêm anh chị là ngồi ở đây thì các tổ chức mà chúng ta ngồi ạ, cho nên anh chị ở đây có, chúng ta có đã có sử dụng phần mềm chưa? Chưa biết dầu khí thì tôi biết rồi. Xin phép anh chị có thể duyên hay ạ? Này cũng chưa ạ. Tại vì tôi muốn hỏi như vậy để tôi có một cái cách trao đổi với chúng ta nó dễ hơn. Nếu như anh chị biết rồi thì chúng ta sẽ nói với những người biết rồi. Còn nếu như ngoài chúng ta mà những người mà chưa biết thì xin phép những anh biết rồi thì chịu khó nghe những cái gì mà tôi nói các anh đã biết rồi. Và thời lượng thì họ cho tôi nói trong 45 phút thì tôi không thể nói dài được. Và tôi có số điện thoại từ phía sau của slide để sẵn sàng để chia sẻ với tất cả anh chị em chúng ta về các hoạt động này. Thế thì ở đây tôi chọn một cái kịch bản nó sẽ rất gần với chúng ta, đấy là công trình trên bờ. Mặc dù anh chị ở đây có những người làm công trình bể khơi để chúng ta bắt đầu một cái câu chuyện là báo cáo đánh giá rủi ro định lượng. Ở đây có anh Tân chuyên gia đánh giá của DNV, có thể mình cũng muốn gì cũng cẩn thận, đúng không ạ? Thì cũng phải xin phép thế. Ở đây thì tôi không nói về sử dụng phần mềm thế nào, mà tôi chỉ nói là đầu vào của phần mềm làm như thế nào để ra và nó chính xác. Thế còn phần mềm thì ở đây DNV họ giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Khi họ bán các phần mềm của chúng ta, họ phải chuyển giao công nghệ, họ phải đào tạo, đúng không ạ? Và nếu chúng ta bỏ tiền ra thì đâu đó khoảng 2.000 trong một khóa học gọi là cơ bản thì chúng ta biết được phần mềm nhả và nâng cao thì chúng ta biết, đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi lấy một cái mười rất gần cho một cái công trình mà chúng tôi đã tư vấn, cũng báo cáo với anh chị là nếu các bạn là về tôi thì cũng chủ trì hoặc tham gia khoảng tầm 60 công trình dự án từ năm 2018 đến nay. Thế là cái này chúng tôi chỉ có các bộ chia sẻ. Thế thì chúng ta cái thực hiện mà đánh giá rủi ro định lượng và để chúng ta ra một cái báo cáo theo đúng cái định của thông tư 40 thì chúng ta phải làm những bước như này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có với kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi xây dựng thành 6 bước. Còn có thể với tổ chức các anh chị có thể xây dựng nhiều bước hơn thì do quyền của chúng ta. Cái việc đầu tiên của chúng ta là khảo sát thu thập dữ liệu. Bước này thực sự cực kỳ quan trọng mà thông thường mà các đơn vị tư vấn nếu không thực sự có trình độ chuyên sâu thì chúng ta bước này gọi là đi quay phim chụp ảnh thôi. Tôi phải nói rất rõ như thế. Ở bước này thì những cái điều gì quan trọng thì tôi sẽ nói với một công trình chúng ta phải làm. Thậm chí chúng ta phải đi đến từng cái mặt bích về chúng ta mới chạy đến công trình, chứ phải đi quay phim chụp ảnh thì chúng ta ra cái báo cáo đâu. Bước thứ hai của chúng ta là xây dựng phương pháp luận. Phương pháp luận ở đây của phương pháp luận của DNV khác phương pháp luận của Việt Nam đối với công trình trên bờ. Tại vì như này, đối với pháp luận của DNV người ta xây dựng là người làm việc trong một hạng mục công trình hết một khoảng thời gian theo ca. Nhưng với công trình trên bờ thì một người có thể làm ở nhiều hạng mục công trình khác nhau trong cùng một cái dự án đấy. Nên độ phân bổ cái mức rủi ro cá nhân của họ bằng tổng sigma cái rủi ro mà họ có mặt ở từng hạng mục công trình. Đấy là những sự khác nhau. Tiếp theo là xác định cái mức rủi ro chấp nhận được. Cái này thì theo quy chuẩn rồi, chúng ta cũng bàn. Đừng đúng mức rủi ro ra làm sao, rồi thời gian của mặt như nào, chúng ta tính thì có cái phương pháp luận để tính. Tiếp theo là đến mức tính toán tần suất. Tính toán tần suất này thì đơn thuần chúng ta hay sử dụng là phần mềm LIC. Phần mềm này nó sẽ cho các bạn thống kê toàn bộ dữ liệu các thiết bị mà thành một chu trình. Nhưng ở đây cái khó nó không phải là cái phần mềm ta chạy và ta thống kê. Khó ở đây là phần tính toán hệ số điều chỉnh. Ở đây có hai các loại hệ số điều chỉnh. Một là hệ số điều chỉnh thiết bị công nghệ và thứ hai là hệ số điều chỉnh thời gian. Hệ số điều chỉnh thiết bị ở đây thì là bởi hai yếu tố. Một là hệ số điều chỉnh thiết bị và hai là hệ số quản lý. Mà ở hướng dẫn ở tiêu chuẩn API 581 mà cái bản phất đầu tiên 2010 thì đấy là người ta trả lời cho chúng ta và chúng ta phải có kỹ năng đánh giá. Đấy, thì tôi có điểm lưu ý ngay khi thế. Và tiếp theo chúng ta đến cái bước 5 là mô hình hậu quả. Cái bước này tôi có được điều kiện tiếp cận xin phép các anh cơ khoảng các cái báo cáo mà làm từ khoảng 2016 trước. Các báo cáo này không có phân đoạn công nghệ, chỉ cho một đường vòng đúng mức có qua hàng rào hay không hàng rào. Được bao nhiêu thì chúng ta kết luận, mà chúng ta không có phân đoạn công nghệ kịch bản. Công nghệ phân chúng ta phải phân đoạn công nghệ thì có từng sự cố ở từng phân đoạn một. Khi đấy người ta mới làm được cái biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Ví dụ cháy đoạn đường ống A, dò đường ống A hay dò 4B thì nếu dò trong một khoảng thời gian nào thì mức ảnh hưởng ra làm sao, thì khi đấy chúng ta phải chiết xuất đủ dữ liệu cho nó. Còn các báo cáo trước đây chỉ có một đường đúng mức vòng quanh chấm hết, không có gì cả. Như thế là chúng ta chưa làm hết công việc của người làm các tư vấn hoặc là người chạy phần mềm. Tiếp theo là cái bước tính toán rủi ro. Trước đây thì có nhiều phương pháp tính, nhưng mà về sau từ phiên bản 8.4 thì DNV có một cái video các bạn có thể để các bạn xem, hoặc nếu không thì các bạn có thể hỏi hoặc gửi Zalo tôi có thể cho các bạn tham chiếu. Nghĩa là cái phương pháp tính qua tần suất tử nạn. Đấy mức rủi ro cá nhân là ERBA là qua PLL. Thì như vậy thì chúng ta mới tròn được một cái vai, một cái báo cáo. Và cuối cùng mà chúng ta ra cái mức này rồi này thì chúng ta mới ra giải pháp để làm giảm thiểu. Thì đấy, một cái báo cáo đánh giá rủi ro thì nó gồm những này thứ và những này bước. Thế thì chúng ta sẽ đi cái bước đầu tiên, đấy là khảo sát thu thập. Ở đây chúng ta không có điều kiện đến công trình thì bình thường một cái team mà tôi đào tạo cho anh em nghiệp vụ thì có khoảng 15 ngày trong đấy có thực địa. Thì chúng ta sẽ xem một cái video một tí xíu qua cái thực địa. Đây là công trình mà chúng ta sẽ dùng qua marker. Đấy, chúng ta sẽ xem mô phỏng cái công trình này. Đây là một cái nhà máy chế tạo LPG tại Vĩnh Phúc. Trên mặt bằng này các anh chị có thể quan sát được toàn bộ cái nhà máy này. Và đây chúng ta dùng cái Google Pro. Các bạn có thể dùng cái phần mềm này để dữ liệu công trình thì rất là hiệu quả. Và đây là miễn phí hoàn toàn. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các của công trình từ bồn vân vân, các công trình như thế này. Như vậy là anh em chúng ta và trước hội đồng chúng ta nhìn nó rất là tường minh, rất dễ dàng. Thế thì ở trên cái công trình này tôi sẽ nói nhanh một chút xíu. Đây là cái đường vào của nó. Tất cả trong phần mềm chúng tôi sử dụng toàn bộ là hệ thống bản đồ vệ tinh số hóa, không có một cái nào là dùng cái bản vẽ của họ đâu. Tôi cũng trao đổi với anh thì còn tí nữa chúng tôi sẽ nói thêm. Thế các công trình dự án thì bồn đây, nhà bơm đây, khu vực nhập đây, nhà nạp đây, còn các công trình phụ trợ kiểu như thế. Thế thì tôi cũng nói một cái demo chung của một cái trạm LPG, còn đối với tổng kho xăng dầu hay công trình hóa chất này khác vân vân thì anh chị có thể tự tham chiếu theo cách. Và đấy tôi cũng nói với những công trình mà đã được bộ phê duyệt rồi với cái cách làm như của chúng tôi. Thế thì việc khảo sát của chúng ta thì khảo sát chúng ta cần có những dữ liệu gì? Thế thì đầu tiên là chủ sở hữu, cơ sở pháp lý này thì thông thường thành một bộ chung rồi. Đấy. Cái tổng quan của trạm chức năng này là rất quan trọng. Nếu các anh chị không làm được bước này thì coi báo cáo này vứt đi. Tôi phải dùng một từ mạnh như thế. Đầu tiên là tên, công suất, sản phẩm, nguyên liệu, nó là gì? Bao nhiêu tấn một năm, kia tôi sẽ nói. Thứ hai là vị trí công trình, điều kiện tự nhiên liên quan môi trường, và cũng sẽ trả lời các bạn câu hỏi ban nãy các bạn chỉ vừa hỏi về điều kiện, về thời tiết, tôi sẽ nói về chỗ đấy. Tiếp theo là vị trí các văn phòng, công trình tiện ích, phòng cháy chữa cháy vân vân, mặt bằng công trình này, quy trình công nghệ cơ bản, các hoạt động liên quan đến tồn chứa, vận chuyển, thông tin về nhân sự và các cái thiết bị mà dự khẩn cấp. Tất cả cái này chúng ta phải có số liệu và có hình ảnh, nghĩa là bằng chứng này, để chúng ta đưa vào báo cáo. Thế thì ở đây đầu tiên đối với cái công trình của chúng ta, các anh lưu ý hộ cho tôi, các anh bắt buộc phải có công suất. Ví dụ xăng dầu bao nhiêu tấn năm, LPG bao nhiêu tấn năm, hóa chất bao nhiêu tấn năm. Vì đây là dữ liệu đầu vào để các anh tính toán tần hệ số điều chỉnh thời gian. Còn nếu không có công suất này, các anh chả ra quyết định gì cả. Tất cả con số quay trái hết. Còn các anh phụ trợ của anh là dùng cái loại chai gì, nhãn hiệu hàng hóa gì, các anh phải có đủ trong cái báo cáo như vậy. Nhưng cái công suất này các anh rất là quan trọng. Tiếp theo là tất cả thông số của dây chuyền công nghệ các anh có hết. Những đặc điểm chính chúng ta mô tả ở đây. Thế còn thông số cụ thể nữa thì cái phần sau tôi sẽ nói. Đấy. Và một đặc điểm là số người lao động cao nhất tại một thời điểm là bao nhiêu người, số này bắt buộc phải có. Số này cũng đưa vào phần mềm, nó phân bổ trên các hạng mục công trình. Người ta sẽ làm việc ở đâu, bao nhiêu người và trong thời gian bao nhiêu lâu. Trong phần mềm nó sẽ yêu cầu nhập dữ liệu này. Và chúng ta cũng phải biết là nó có tai nạn lao động hay có sự cố kỹ thuật nào không để chúng ta đánh giá. Vì tất cả dữ liệu này nó sẽ liên quan đến phần đánh giá về hệ số điều chỉnh thiết bị. Đấy. Một cái nữa là về cái vị trí công trình, điều kiện vân vân, thì những cái thông tin này tôi không đề cập mà tôi chỉ đề cập về yếu tố thời tiết. Cái này tôi xin phép là chắc trừ những anh làm lâu nên các bạn làm mới thì chúng ta cái dữ liệu này các bạn có thể không chú ý hoặc là chúng ta có lấy đâu. Thì các bạn xem giúp cho tôi là quy chuẩn 02/2022 có hiệu lực từ tháng 4 năm nay, thay thế quy chuẩn 02/2009 của Việt Nam. Tất cả toàn bộ dữ liệu này cho các bạn đầy đủ vào phần mềm, không thiếu một dữ liệu nào. Trong đấy là có thứ nhất là nhiệt độ cao nhất tuyệt đối năm theo từng tỉnh. Cái hai là nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối năm theo từng tỉnh. Tiếp theo là vận tốc có gió, cái tháng mà có gió nhiều nhất để đưa vào qua gió. Và vận tốc gió lớn nhất trên một năm là có luôn. Và một giá trị mà rất ít ai để ý khi chúng ta chạy, đấy là cường độ bức xạ mặt trời theo 8 hướng theo các trạm. Đấy là dữ liệu toàn bộ đầu vào phần mềm. Thì các anh chị xem giúp cho tôi cái quy chuẩn này. Đấy là cái thực sự mà tôi nói cần lưu ý. Chúng ta đừng đi tìm cái tài liệu ở đầu đâu. Hiện nay quy chuẩn là bắt buộc áp dụng thực hiện. Các bạn có đưa dữ liệu khác cũng không được chấp nhận. Đấy, nói về chính thông. Đấy, thì các bạn, anh chị em chúng ta lưu ý cho tôi cái này. Tiếp theo đây cái hoa gió nó như thế này. Ví dụ đây, cái hoa gió. Trong phần mềm chúng ta nhập đủ cái trường tần suất có gió theo tháng mà có gió nhiều nhất. Chúng ta vào đây nó sẽ ra hoa gió bao nhiêu tháng. Còn chọn các điều kiện khác vân vân thì các anh chị là khi chúng ta sử dụng phần mềm các anh chị tham chiếu các anh sử dụng. Ở đây thì tôi nói với một công trình trạm chiết nạp LPG nó thông thường thì nó có những hạng mục công trình như trên slide tôi nói có 91. Còn có thể ở các công trình khác, dự án khác nó có nhiều hơn dữ liệu như thế này thì chúng ta phải thu thập đủ. Khi có ngần này không có đủ danh mục hạng mục công trình này thì đối với từng hạng mục trong đó, ví dụ như cổng nhà bảo vệ, nhà điều hành thì chúng ta cần những dữ liệu gì đưa vào báo cáo. Đây, chúng ta có cổng, diện tích, vật liệu xây dựng và khả năng kiểm soát, đấy là ví dụ thế. Thứ hai là cái nhà này, đây nhà điều hành ví dụ thế, thì diện tích, số tầng, vật liệu xây dựng và khả năng chống cháy, ít nhất là những cái tổng quan chúng ta phải có. Còn đây khác chúng ta đừng đi vào tiểu tiết xa đà, nó có bao nhiêu bình chữa cháy ở trong đó, hệ thống như nào thì chúng ta đừng quan tâm. Đấy, tổng thể đã. Tiếp theo chúng ta có từ cái nguồn cấp điện của chúng ta rồi các cái phòng điều khiển và như thế nào. Đấy, thì chúng ta sẽ có đủ. Tiếp theo ví dụ người ta có chạm cân thì cái khả năng chạm cân phải làm sao. Tí là sẽ đến phần định tính tôi sẽ nói thêm về cái chỗ này, nhưng mà phần mô tả chúng ta như vậy. Đây, nhà nào cũng thế, cứu nạn cứu hộ để chúng ta. Nghĩa là từng công trình này chúng ta phải lưu ý cái thứ nhất là sự thoát nạn, khả năng chữa cháy, chống ngập. Những cái thứ đấy là chúng ta phải quan tâm. Có tích tụ hơi hay là tích tụ hóa chất không? Đấy. Rồi nhà bơm thì chúng ta có những yêu cầu như thế nào? Đấy, những cái tổng thể. Rồi trong cái slide chúng tôi đã có viết sẵn rồi thì các anh chị có thể đọc và tôi sẽ đi rất nhanh. cái khu vực mà chúng ta xuất nhập cái xe bồn này thì như thế này. Với tổng kho cũng vậy, với tổng kho xăng dầu thì chúng ta có khu vực nhập cho các xe bồn, có nhập ra ngoài tàu cầu cảng đấy, thì những cái sự khác nhau như vậy thì chúng ta có cái định trạng và có quy định yêu cầu đối với quy chuẩn cái khu vực xuất nhập này yêu cầu làm sao, thì khi đấy chúng ta phải đánh giá hết. Ví dụ bây giờ khu vực này thì kể cả đối đất thiết bị chống xét các em phải đánh giá, thì chúng ta phải đối đất thiết bị từ xe bồn đấy để cháy nổ. Rồi hệ thống đường ống, hệ thống đường ống thì có quy chuẩn. Anh đánh giá hệ thống đường ống mà dẫn xăng dầu khí đốt khác, hệ thống đường ống rất LPG khác, hệ thống đường ống rất ammoniac cái khí độc khác, thì chúng ta phải căn cứ vào nó để đánh giá. Và trên cái hệ thống đường ống này thì có những cái quy định gần như là bắt buộc, anh em chúng ta cũng phải chú ý, đấy là đường đi của môi chất và sơn của đường ống trên môi chất và các cái thiết bị là van đóng ngắt khẩn cấp trên hệ thống đường ống. Đấy là những điểm lưu ý. Thứ 10 là sân đường nội bộ. Thì trong đây của chúng ta có lưu ý cho tôi cái phần đường thì đảm bảo công tác giao thông tránh đâm va cả chạm lọ. Và một cái thứ hai, cái này cũng rất quan trọng để đánh giá đạt hay không đạt, và cái khoảng cách an toàn này nó quy định bởi rất nhiều quy định của pháp luật mà mới nhất và bắt buộc áp dụng là nghị định 25/2019. Và đối với trạm LPG này còn đâu các công trình khác thì anh căn cứ quy chuẩn khác nha. Tôi đang nói về cái ví dụ là cái trạm LPG. Thế ở đây chúng ta là có đánh giá khoảng cách an toàn, đánh giá theo quy chuẩn. Có quy chuẩn nào chúng ta đánh giá quy chuẩn đấy. Với bồn bể của xăng dầu thì anh chị đánh giá với bồn bể của xăng dầu. Đối với bồn bể công trình mà chứa ammoniac chẳng hạn, khí độc thì đánh giá theo cái quy định về quy chuẩn. Và cái việc mà số lượng cái bồn đấy nó có phù hợp quy định của pháp luật hay không, bao nhiêu bồn cũng được đánh giá theo quy chuẩn. Đấy, cái này nó sự khác nhau một chút xíu. Theo quy định đúng thông tư Việt Nam tôi đi theo từng bước một, đấy là cái sự khác nhau của họ mình với DNV. Thế còn cái quy trình này chúng ta phải sơ đồ hóa. Mặc dù các anh chị có thể rất hiểu từng minh như nó, nhưng anh chị phải sơ đồ hóa nó về một định dạng như thế nào đó cho người ta dễ hiểu. Sau đấy chúng ta có phải mô tả. Đây ví dụ như một cái công trình như thế này thì chúng tôi nó là nhập từ xe bồn vào bồn chứa cố định thì chúng tôi mô hình hóa nó lại thế này. Có thể những công trình khác, thiết bị khác hoặc môi chất khác thì anh chị có thể thay đổi đó. Đây có nhập này. Cái thứ hai là đối với anh bạn này là chúng tôi có cái mặt trai, thì các bạn cũng phải thu thập để đưa ra cái sơ đồ cây của mặt trai. Và đặc biệt hai cái vừa rồi chúng ta tất cả các quy trình liên quan đến quá trình vận chuyển hóa chất, tồn chứa hoặc hoạt động công nghệ, thì ở đây tất cả các anh chị phải, các đơn vị phải có quy trình được phê duyệt. Chắc chắn là như thế, còn nếu chưa có thì chúng ta phải tư vấn cho người ta để ra một cái bộ đầy đủ. Trong cái sơ đồ của chúng tôi, trong cái slide quyển mà DNV in cho các bạn anh chị em của chúng ta thì có cái sơ đồ này, tôi cũng không phải cái sơ đồ đâu, tôi đang nói là có cái sơ đồ này thì chúng ta biết phân cây công nghệ trong nó chuẩn. Có cái sơ đồ ở đây thì thông thường đối với một trạm LPG thì người ta phân thành cái chu trình như thế này. Cái đầu tiên là nhập, đầu tiên công đoạn đầu tiên chu trình số 1 nhập xe bồn từ xe bồn này vào bồn chứa cố định. Cái phân đoạn thứ hai là cái phân đoạn mà cái bồn đấy chỉ có dừng không làm gì cả. Thứ ba là xuất từ cái bồn sang bơm, từ bơm của cây nạc và từ cây nạc hồi về bồn chứa, vì bản thân nó là một chu trình kín. Cái quá trình hoạt động liên quan tồn chứa vân vân thì ở trong này, trong slide tôi đã có nói vì mỗi đặc điểm khác nhau. Ở đây một cái nữa, ở đây cái phần về thông tin về nhân sự các anh chú ý cho tôi là số ngày làm việc trên một năm, cái này bắt buộc phải có nha. Cái này liên quan đến tính mức rủi ro cá nhân, nếu không có cái này các anh chị cũng không chính xác. Còn các thiết bị khác tôi không đề cập nữa vì thời gian chúng ta có hạn thôi. Cái xét xử pháp luật ở đây tôi chỉ có một điều lưu ý với các anh chị, đấy là sự đánh giá sự nghiêm trọng của tổn hại. Đấy là cái ma trận đánh giá rủi ro. Ở đây thì chúng tôi có sở hữu cả phần mềm bô thai của tiếng Anh tôi quên mất rồi của họ, nhưng mà phần mềm bô thai đánh giá định tính này, rồi các phương pháp PHAST và các phương pháp khác. Nhưng tôi nói là ma trận 5x5 của thông tư 40/2018 của Bộ Công Thương xây dựng ấy, của chúng ta hoàn toàn khác của họ. Yêu cầu chiết xuất cái bảng đằng sau của chúng ta trong đánh giá định tính cũng hoàn toàn khác so với các trường báo cáo các phần mềm của nước ngoài. Do vậy là chúng ta thông thường phải đánh giá trên bảng Excel. Tôi phải nói chia sẻ rất thật lòng với các anh chị đấy. Còn anh chị có thể dùng công nghệ nào tốt hơn thì có thể chia sẻ lại cho chúng tôi. Thế thì ở đây chúng ta là qua trận 5x5 thì ở Việt Nam thì thông thường cái mức hậu quả chúng ta xem xét đánh giá nó thế nào. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cái mức chúng ta xem xét. Một là ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Cái này là căn cứ theo thông tư 19 của Bộ Y tế. Đây là toàn pháp luật nha, tôi đã không phải đi tính như chúng ta là vừa sẽ đưa ra số bằng mấy đâu nhé. Bao nhiêu phần trăm tổn thương này. Cái hai mức thiệt hại vật chất thì lấy theo luật dân sự. 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu vân vân. Đấy là theo luật. Và một cái nữa là sức chịu đựng của doanh nghiệp và quy định của môi trường. Nếu bạn nắm đủ trường như thế. Còn nếu không thì chỉ đến môi trường. Đấy là tôi phải chia sẻ với các anh chị như thế. Đấy sự khác nhau. Còn chúng ta chọn ở đây thì quy định thông tư là không chọn thấp hơn ngoài trận 5x5. Đấy, còn cách tính hay này khác thì tôi không giải thích vì tất cả chúng ta ngồi đây, anh chị em chúng ta cũng đều là chuyên gia, nên tôi không giải thích lại cái điều này. Thế thì cái đánh giá rủi ro định tính ở đây chúng ta đang chuyên đề nói về đánh giá rủi ro định tính, nhưng tại sao tôi vẫn để đánh giá rủi ro định tính? Vì bản chất đánh giá rủi ro định tính thì mới ra đánh giá rủi ro định lượng. Thế thì một cái nhà máy, một cái trạm thì có bao nhiêu quy trình sản xuất thì chúng ta phải đánh giá hết. Với một cái công trình ở đây thì chúng tôi sẽ chia làm 10 quá trình hoạt động, đánh giá cả 10 quá trình này, 10 quá trình này, không sót một quá trình nào. Riêng một bảng đánh giá rủi ro định tính này không, nó khoảng 80 trang, trong đó báo cáo đánh giá rủi ro định lượng chính của chúng ta khoảng 120 đến 150 trang mà thôi. Thế thì chúng ta có nhận diện các mối nguy hiểm thì chúng ta có 11 cái ý mà chúng tôi xây dựng như này. Ngoài 11 cái mối nguy hiểm chính này thì nó phân nhỏ ra sướng sao chọn các từ khóa đó. Thì các anh cũng có thể là tùy theo công trình hoặc kinh nghiệm của các anh thì các anh lựa chọn. Cái này các anh có thể căn cứ vào tiêu chuẩn 1301, 1302 về an toàn máy thiết bị. Đấy, đánh giá rủi ro. Các anh nhặt cái từ khóa ra. Công trình nào các anh nhặt ra. Chọn cho mình bộ từ khóa và đánh giá cho doanh nghiệp và không bỏ sót. Thì như vậy chúng ta sẽ hết được cái phần đánh giá định tính. Ở phần đánh giá định tính này có một việc cực kỳ quan trọng, nếu không thì chuyên gia chúng ta cũng chưa hoàn thành. Đấy là việc xác định các điểm rò rỉ đối với từng phân loại công nghệ. Thì không phải sau chúng ta thích cho rò rỉ đâu thì rò rỉ. Phải xác định được điểm rò rỉ của từng phân loại công nghệ. Thế còn các cái quy trình này chung thì các bạn nói rồi, tôi không nói lại các cái hình này. Đây, tất cả các quá trình công nghệ, việc xác định điểm rò rỉ ở đây là chuyên gia chúng ta phải hoàn toàn xác định. Khẳng định đánh giá nó rò rỉ ở đâu, tại sao? Thì không phải là thích chọn ở đâu chúng ta chọn. Cái này liên quan rất nhiều đến kỹ thuật của chuyên gia đánh giá. Chứ không phải ai cũng đánh giá được giá trị này đúng không? Ví dụ đường cong vào cua thì anh đặt đánh giá thế nào? Các vị trí nối mối chất ở trạng thái rung động thì các anh có chọn ở điểm nào? Ví dụ thế. Ở bồn, rò rỉ ở bồn chứa thì các anh chọn ở điểm nào của bồn chứa? Đấy, thì chúng ta phải có một kỹ năng ở đây. Đây chẳng hạn đây một cái công trình chúng tôi mô tả cái rò rỉ. Đấy, một cái công trình như này, đây là rò rỉ mà rò rỉ của cái xe bồn. Còn điểm rò rỉ nó ở đâu thì nó ở đây. Tiếp theo của chúng tôi là nó có cái phần mà nối ống mềm với ống sắt thì nó có điểm rò rỉ của nó ở trạng thái phân loại công nghệ nó có hết. Thế thì chúng ta đây là hai cái ống lỏng với ống cân bằng áp suất. Tiếp theo là rò rỉ tại bồn chứa số 1 rồi đến bồn chứa số 2. Sau đấy mà ống từ bồn đến bơm này thì nó sẽ rò rỉ từ bồn đến bơm là tại nhà bơm. Tại sao chúng tôi chọn cái nhà bơm? Nhưng còn đâu cái câu hỏi thì các anh chị chúng ta sẽ tự giải thích nhưng phải có lý do, đúng không ạ? Tiếp theo ở đây của chúng tôi là cái điểm cua, đường ống này. Đường ống số cái nhà làm này nhưng mà chúng tôi đánh giá tại điểm cua. Tại sao lại chọn lại điểm cua mà không chọn lại điểm khác? Vậy thì các anh cũng có một cái tư duy để chúng ta tôi thích chọn điểm khác nữa. Thì chọn điểm nào chúng ta phải có tư duy đánh giá tại sao chọn nó mà là chọn đúng. Tiếp theo của chúng ta là đến rò rỉ ở chỗ dàn carousel, chúng tôi là hệ thống nào cũng các bộ cây nào ở đây. Đấy. Và nó là hồi, nó có cái đường hồi chu trình cho LPG này, chu trình kín nên nó có đường hồi chứ nó bơm vào chai mà không hết thì nó phải hồi về bồn, nếu không thì nó vỡ đường ống ấy, hỏng chai mất. Rồi tôi sẽ sang cái rủi ro định lượng thì các cái nội dung tôi không nói nữa về cũng nói với anh chị rồi. Các mức thì đây chúng ta toàn chuyên gia hết rồi, tôi cũng không nói. Ở đây phần pháp luận các anh cũng lưu ý giúp tôi một cái dòng này. Đây này. Các dòng trên là DNV đã bỏ. Đúng rồi. Thậm chí trong quy chuẩn 11 cấp có nó cũng có chung. Nhưng dòng này là chúng tôi xây dựng vào phương pháp luận. Trong các cái nội dung có. Vì đặc thù các công trình chúng tôi đánh giá là một anh kỹ thuật xuất hiện 10 lần 10 công trình, 10 của công trình một lúc, mỗi lần họ đến 10 phút thôi, nên là người ta chịu chung. Rồi chúng tôi phải xây dựng cái này và bảng Excel tính chung. Đấy, thì đấy là sự khác nhau, chứ bình thường ở của DNV tài liệu của họ chỉ dừng ở cái trên này thôi ạ. Họ dừng ở trên đấy tại vì sao? Vì các công trình của họ là theo hạng một công trình lớn họ đánh giá chung, mà người làm việc ở đấy là 8 tiếng hay 20 tiếng một ngày luôn. Nó khác đặc thù với công trình trên bờ. Đấy là sự khác nhau, tôi chỉ nói như vậy. Tiếp theo chúng ta đến bước rủi ro chấp nhận được thì chúng ta quá lát rồi, chúng tôi không nói nữa vì cái này nó quá dễ với anh em chúng ta rồi. Mức khoảng bao nhiêu vân vân. Và chúng ta đến cái bước 4 là tần suất, tính toán tần suất. Cái tính toán tần suất như này tôi cũng có lưu ý ở cho chúng ta phải có hai cái tài liệu IOGP của chúng ta cần quan tâm. Một là tài liệu 4301 cái năm 4. Một cái tài liệu nữa mà ban nãy các bạn ấy nói, cái chị ấy nói về được không? Tài liệu của họ. Còn một cái tài liệu nữa mà họ không nhắc đến, đấy là tài liệu liên quan đánh lửa. Tôi không nhớ chính xác nên chúng tôi, các bạn ai quan tâm tôi sẽ gửi cho các bạn cả cái quyển tiêu chuẩn đấy luôn, cái báo cáo đấy có này luôn, là liên quan đến đánh lửa. Đúng ra chọn điểm đánh lửa, ví dụ là bắt lửa chậm nhá, từ đây phun ra này, bắt lửa ở đây nó cháy ngay nhá, bắt lửa cho anh Sơn kia thì nó phải một lúc sau mới cháy ấy. Thì hệ số là bao nhiêu? Thì trong cái báo cáo của IOGP nó có hẳn chọn cho chúng ta trạng thái bình thường chọn hệ số nào, trạng thái là nhà bơm thì chọn như thế nào, nó sẽ có ra chúng ta để chúng ta đưa vào dữ liệu về phần mềm. Thế còn ở đây phần mềm nick của chúng ta thì thông thường chúng ta chia theo cái tiêu chuẩn LGV thì người ta chia làm các bước khoảng như này, và cái number này là trên 150. Nhưng giá trị chọn trên 150 này là chọn đến bao nhiêu thì tôi phải lưu ý các anh chị là cái đường ống mà chúng ta khảo sát ở trường đường ống lớn nhất là bao nhiêu thì cái giá trị đằng sau nó lại phải là giá trị này. Và tiêu chuẩn thì nó nói chỉ trên 150 thôi. Thì khi chúng ta phải có giá trị maximum phía sau này thì phần mềm nó mới chạy cho chúng ta ra được kịch bản chuẩn. Các thông số kỹ thuật ở đây thì tôi chỉ nói với các anh chị là tùy các anh chị chiết xuất bảng biểu như thế nào thì chiết xuất, nhưng nó phải tương thích với phần mềm để cho người nhập phần mềm dễ nhất. Đấy. Còn cái hệ số này tôi tí tôi quay qua cái hệ số này. Đây. Cái trường nick này của các anh như thế nào thì anh thống kê nó phải thế. Thì các anh nào này nó kiểm tra nó mới dễ, nó khớp. Anh xây dựng bảng biểu ra ngoài đo thực địa này, mặt bích ở đâu, van thế nào, đường ống bao nhiêu, cái nào là van tay, cái nào là van đóng ngắt khẩn cấp hoặc là van tự động, thì các bạn phải có hết cho tôi cái trường này. Khớp như nhau thì với anh em là một người ta không cần học thuật, người ta vào người ta làm được, nhập được vào. Và đặc biệt trong trường dữ liệu này các anh chị phải nhớ cho tôi là pha lỏng hay pha khí của cái thiết bị mà các anh chị đánh giá. Ví dụ bồn thì nó đã có 10% là khí, 90% lỏng, thì cái 3 an toàn ở phía trên nó là thể khí. Ví dụ thế, thì chúng ta phải có trường tương thích. Ở đây thì có một cái giá trị chỗ này, tôi nói là cái hệ số điều chỉnh thời gian ở chỗ này. Thì chúng ta phải tính được hệ số điều chỉnh thời gian thiết bị công nghiệp làm việc. Một cái máy hay một cái bồn hay một đường ống làm việc 2 giờ thì nó phải khác anh làm việc 10 giờ. Chúng ta phải tính hệ số này. Hệ số bắt buộc đưa vào đầu vào phần mềm, anh chị phải tính. Còn bồn thì nó luôn chứa, nên là thông thường thôi chúng ta cứ chọn bằng 1. Đấy. Nó không có gì thay đổi cả, hoặc thay đổi không đáng kể thì chúng ta chọn. Đấy, và cái này chúng ta có lưu ý theo quy định của thông tư 40 là tất cả những anh bạn chạy phần mềm này phải có chứng chỉ. Thứ hai là chúng ta phải có bản quyền phần mềm, đánh đóng sau báo cáo của chúng ta. Cái này quy định nó ghi rõ luôn. Nên là chúng ta không có thì thôi, đừng chạy gì mất việc, chạy nó không được nhận. Đấy, còn đâu là phải người khác ký, nói rõ thế. Ở đây có một cái tôi nói luôn đây, hệ số đây này. Cái hệ số mà các anh điều chỉnh của công trình này bằng bao nhiêu này chúng ta phải tính này. Còn hệ số điều chỉnh thời gian này chúng ta phân theo chu trình để chúng ta đưa cái hệ số vào đầu vào của phần mềm này. Còn các cái mức áp suất thì chúng ta có thể lựa chọn. Đấy. Và sau khi mà chúng ta làm xong một cái bảng và chúng ta chiết xuất được ra cái file Excel báo cáo thì chúng ta phải thể hiện được hết các hệ số này. Nó thể hiện luôn ở đây. Bao nhiêu van vòi đường ống các anh là chính xác hết. Chứ còn đóng sau cái báo cáo chúng ta chả có cái gì đằng sau cái report của cái phần mềm ra cả thì chẳng cái tính thế nào cả. Có làm hay làm thật hay không làm. Đấy, phải nói đúng là như thế. Rồi tiếp theo đến cái bước mua hoa quả. Cái bước này hết sức lưu ý những chuyên gia chạy, những chuyên gia chạy phần mềm và những người chúng ta tư vấn thì chúng ta trích xuất đủ được từ kịch bản. Ở đây mà các anh họ cũng nói rồi, ở Việt Nam mình cũng không có gì khác đâu, mình lấy tài liệu kỹ thuật ở mức tam chiếu, mức sàn nhiệt và áp suất như của họ mà thôi. Chúng ta cũng không sáng kiến sáng tạo gì về tài liệu kỹ thuật, người ta cũng mô tả với cái mức sàn nhiệt như thế này thì tỷ lệ chết người thế nào, thoát hiểm ra làm sao, và với cái mức áp suất như này người ta cũng đặt sẵn cái phần mềm rồi, cái mức này hậu quả như thế nào nó có hết, chúng ta đừng có sửa gì cả. Đấy. Đây là những cái nó mặc lên trong phần mềm luôn. Hiện nay thì cái SAFETI bản phát của chúng tôi, như tôi đang trong máy tôi kia, là phiên bản mới nhất của phiên bản 8.9. Trước đây thì nâng cấp từ phiên bản 8.71 cách đây khoảng 2-3 tháng. Đấy. Còn đâu là phiên bản leak mới nhất là version 3.3, mà nó mấy năm nay rồi, vẫn thế 3.3 thôi, thì chẳng phải mới nhất đâu. Mình phải nói như thế, vẫn đang dùng leak 3.3. Thì như vậy là cái phiên bản 8.9 này nó khác các phiên bản chất như nào. Phiên bản 8.9 này nó cho phép lựa chọn cái trạng thái bảo quản đánh lửa tốt hay không tốt, và thêm cái này. Còn các cái dữ liệu khác mixer đầu vào thì do chuyên gia của chúng ta lựa chọn. Đây là một cái của chúng ta mà tôi nói cái trường áp suất này, trường áp suất này, khi có báo cáo của họ này, này chúng ta mất quan tâm như vậy, để chúng ta lưu ý cái hậu quả. Thế ở đây thì có mấy cái điểm lưu ý này khi chiết xuất. Ở đây thì tôi cũng khuyến cáo các anh chị em, đây tôi này tôi đánh thiếu nhỉ. Tất cả dữ liệu bản đồ của chúng tôi sử dụng là sử dụng phần mềm QGIS, phần mềm bản đồ chuyên dụng. Sau đó chúng tôi đưa về hệ lưới cùng với cả hệ lưới toàn cầu chung với phần mềm. Chúng tôi up 1000 cái ảnh chỉ có một lần up, tất cả chồng khít lên nhau. Không bao giờ phải scale lại tỷ lệ như chúng ta làm, mà chính xác tuyệt đối. Chúng tôi thích di một cái bồn từ Vũng Tàu về Hà Nội một phát chúng tôi di sang ngay. Đấy là sự khác nhau thì các bạn lưu ý. Và khi mà chúng ta làm cái báo cáo trước hội đồng ấy, hay là trước khách hàng, chúng ta rất là trực quan sinh động, chúng ta biết được một ảnh hưởng sang các bạn hàng xóm nhà. Tí nữa tôi sẽ mở cái phần mềm để các bạn xem. Cái này là phương pháp thôi, cái này thì là trong mặt phần mềm thôi. Ở đây thì các cái kết quả mô phỏng có nhiều cái, nhưng tôi chỉ để mô phỏng một cái phiên bản cho 8.1.4, đây là bồn chứa. Đấy. Đây là cái và nhìn trên mặt bằng đám mây tiếp đất, đám mây LPG chạm xuống đất. Đây thì đây chỗ đây thì nó thổi này, thổi theo hướng gió. Cái hướng gió này chúng ta xoay được nhé. Ở đây mặt bên của phần mềm nó sẽ quay đúng sang cái hướng đông này. Quay đi một góc bao nhiêu độ thì chúng ta đánh số nó quay lại. Và chúng ta phải chạy được bo chân như này, vì chúng ta như thế mới quét cùng ảnh hưởng cho cả một công trình. Đấy. Đây là các đường side view của chúng ta là nhìn theo chiều cạnh, các bạn có giải thích rồi. Đây vẫn là rò rỉ. Thế còn chúng ta đây là biểu đồ đám mây tiếp đất này. Đấy, tiếp đất. Thế chúng ta sẽ có phải chiết xuất ra biểu đồ mức sàn nhiệt. Chúng ta phải có mức sàn nhiệt ở đây thì nó có vùng mức sàn nhiệt và vùng gây ra cái tỷ lệ chết người. Đây là có tỷ lệ chết người bên cạnh thì 100% chết này, 82%, 43, 10 và 1%. Đây là phần mềm nó mặc định cho chúng ta như vậy. Thì như vậy thì căn cứ vào đây này, người ta mới xây dựng kịch bản ứng phó sự cố khẩn cấp. Nếu có sự cố ở bồn này thì vùng chết 100% này thì đừng có tiếp cận. Còn cái vùng dễ thoát này thì phải làm thế nào. Còn nếu chúng ta mà không có cái dữ liệu cái vùng này thì kế hoạch ứng cứu khẩn cấp chỉ xây dựng mang tính chất đối phó, thì không có kịch bản thật. Ví dụ như ở khu vực như này thì các anh chỉ cần có bao nhiêu người, tôi nói ví dụ bồn chứa phải cần có ít nhất 6 người với một bồn LPG để họ làm mát thì mới đủ. Thì khi đấy chúng ta sẽ đưa ra một kịch bản đúng và chúng ta có chiết xuất ra cái cháy bồn cho họ, rồi chúng ta chiết xuất ra cái nổ làm gây khí cho họ, thì họ sẽ biết là vùng nó đến bao nhiêu thì chúng ta chạy được. Ở trong cái phần này tôi cũng có một phần lưu ý, nhưng mà chúng ta thực ra bản chất nếu như mà nói đúng là không liên quan đến giá rủi ro, nhưng mà nó liên quan đến kế hoạch phòng ngừa có sự hóa chất. Trong cái nghị định 13 và thông tư 32 người ta có quy định là sự cố khắc nghiệt nhất. Thì đối với các dạng bình bồn của chúng ta và sự áp suất thì sự cố lớn nhất, khắc nghiệt nhất là sự cố mình đọc gọi là BLEVE, tôi đọc tiếng Việt kiểu như nó viết tắt của cụm từ tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt thì là nổ quá áp do sôi chất lỏng chuyển pha từ lỏng sang khí tăng đột ngột. Thế thì ở đấy nó chạy một kịch bản là chạy kịch bản bồn độc lập, có tần suất riêng Còn cái áp suất và nhiệt độ phải theo thiết kế của từng loại bồn chứa chúng ta đánh giá, và bùn chất có thể độc, có thể cháy, thì cái đấy chúng ta sẽ phải dành công nghiên cứu dài hơn một tí xíu để ra cái định bản này. Một cái cuối cùng là tính toán mức rủi ro. Đấy. Tính toán mức rủi ro thì tôi lại phải chia sẻ với các anh cùng chị như thế này, của tôi đây có được 14 chữ 3, nhưng tôi chả sợ gì cả, vẫn đạt. Đấy là sự khác nhau. Nếu một công trình dầu khí, ví dụ như ngoài khơi anh hoạt động 24 giờ, thì có 14 chữ 3 là không đạt yêu cầu đâu, vi phạm môi trường. Nhưng ở công trình trên bờ, cái đường 14 chữ 3 xuất hiện này là đường mà DNV người ta xây dựng là người làm việc 24 giờ trên 24 giờ và 365 ngày trên 365 ngày. Còn người chúng ta làm việc thật nó chỉ có 8 giờ một ngày thôi. Và khoảng tầm 354 ngày trong một năm. Chúng ta phải có cái phương pháp tính để chúng ta chia lại để ra giá trị chúng ta đánh giá. Đây là cái đường ngoài trong ngoài. Thì chúng ta sẽ có cái phương pháp đánh giá và lập bảng Excel như này cho từng nhóm. Còn người nào ở đây có từng giờ một, bao nhiêu giờ, họ tổng làm việc mấy giờ, cho họ tổng sigma. Với phương pháp tính như thế này và bảng ma trận này thì chúng tôi tính được toàn bộ rủi ro cá nhân theo từng vị trí, từng hạng mục công trình và toàn công trình luôn là có mức rủi ro như nào. Còn trước đây nếu không có phương pháp này các bạn không bao giờ tính được tổng của công trình, hay là hạng mục nào, nhà A, nhà B, mức như thế nào chúng ta quyết được. Thế thì chúng tôi đã xây dựng lại hẳn một phương pháp ở trong cái này để chúng ta đánh giá. Đấy. Nhóm người và nhóm A. Bình thường trước đây cái nhóm 1 chúng ta là trong công trình và nhóm 3 là ngoài công trình. Bình thường chúng ta toàn lấy được một mức này, trong đấy điểm A như này là đạt. Thì đương nhiên anh ở ngoài công trình đạt, không phải. Sau khi cái đường đồng mức này vượt ra khỏi ranh giới công trình, chúng ta phải đặt các điểm lưới mà có khả năng hiện diện của con người ở ngoài công trình, bao nhiêu người để chúng ta đưa vào chạy tiếp, chứ không phải thế là dừng thôi. Bên này nếu như chúng ta chọn điểm thì chọn, nếu không chúng ta phải chọn cả cái nhà này luôn, trong này có 30 người, chúng ta chạy tiếp một lần nữa. Ở đây thì chúng tôi chọn các điểm đấy có 11 vị trí mà có thể có người xuất hiện ở trong công trình này, từ lít 131 cho đến 311. Và chúng tôi xem số giờ họ làm việc, xuất hiện bao nhiêu giờ, và khi đấy chúng tôi cũng tính cho họ cho nhóm A, cho toàn công trình. Như vậy thì nó mới thỏa mãn được các yếu tố là chúng ta đánh giá chính xác cho người của nhóm A. Còn nếu như chúng ta chỉ nhìn mỗi đường đồng mức của chúng ta kết luận thì như vậy không đủ. Ở đây trong phần mềm thì có một nội dung nữa là đường FN trong phần mềm ấy. Đường FN của họ thì nếu áp dụng thật của họ thì ở Việt Nam chắc nào không đạt. Tại sao? Cái đường FN của mình cái người ta là còn một công trình dạng trứng O. Ví dụ như trạm chức nào của tôi em mô tả cái trứng O là 3,5 hectare, trong cái trạm của mình toàn 5.000, nó rộng được hết, đấy là mình phải làm. Bố trí buồn người ta xa ra, mình không làm được. Và mình đôi khi mình phải chấp nhận. Cái này chúng tôi cũng có trao đổi với các anh của Công Thương và cái này việc mà học thuật thì mình cũng tùy từng nơi đánh giá thôi, tùy từng quốc gia. Nhưng mà chúng ta cũng có điểm lưu ý như vậy ở trong cái này. Ở đây thì tôi có mấy cái phần kết luận mà chúng ta đánh giá tham chiếu ở phía sau để chúng ta kết luận là bao nhiêu, có phù hợp hay không phù hợp thì chúng ta thuần là đánh giá số liệu thôi. Đấy, và chúng ta đo được, xác định được chính xác luôn nó là bao nhiêu mét sang hàng rào anh bên cạnh, từng cái một bao nhiêu mét luôn. Thế thì để ra bao nhiêu mét như này thì chúng ta làm gì? Chỉ chúng ta khuyến nghị họ có biện pháp tăng cường an toàn như cảnh báo, biển báo không tụ tập đông người vân vân, rồi phối hợp với các đơn vị mà bên cạnh để chúng ta làm các cái công tác phối hợp với công tác phòng cháy chữa cháy, rồi cứu nạn cứu hộ, rồi các cái sự kiện khác. Đấy. Chúng ta sẽ đánh giá. Đấy, chúng tôi sẽ chia ra các vị trí lít cho chúng ta. Đấy, sau khi mà chúng ta có các bước trên rồi thì chúng ta mới nói đến cái câu chuyện mà kiểm soát rủi ro. Xin phép các anh chị là tôi sẽ dừng cái phần trình bày này đây, nhưng mà tôi sẽ mở phần mềm để tôi nói thêm. Sau đấy thì các anh chị hỏi cũng được không ạ? Có lẽ thế thì chúng ta gần hơn. Bây giờ chút. Chất đi. Cái máy của tôi là luôn, nhưng mà họ để cái họ rồi cũng quan trọng. Về cái quy chuẩn thì anh chị lấy vào từ khóa đau tôi cái này về anh chị tham khảo nhé. Quy chuẩn 02/2019 này, 2022 thì đây là ngày hoa gió. Tôi sẽ mở ngày hoa gió để chúng ta xem đây cái hoa gió của Vĩnh Phúc. Ở đây thì các anh chị xem trong cái quy chuẩn thì chúng tôi có một cái thống kê khác. Các anh chị khi mà chúng ta xem trong cái bảng của khai quất ấy, thì chúng ta phải chuyển sang một cái dạng khác. Thì khi đấy thì chúng ta sẽ biết được là tháng nào nó có gió nhiều nhất và vận tốc gió của chúng ta maximum là bao nhiêu. Khi đấy thì trong phần mềm của các anh chị, tự nhiên bạn anh chị nhập đúng cái tháng đấy vào đây, và cái gió của các anh chị ở phía dưới là vận tốc là bao nhiêu, các anh chị chọn nó sẽ chính xác là bao nhiêu mét ở đây, chọn theo chí độ nào. Từng công trình nó sẽ khác nhau, tôi nói rõ từng tỉnh khác nhau nhé, và các anh chị lấy đúng cho tôi trong đấy đủ hết. Tiếp theo ở trong cái phần bức xạ của chúng ta, bức xạ phần của phần bức xạ nhiệt mặt trời đấy, cường độ chiếu xạ theo tám hướng của chúng ta ấy. Ở đây chúng ta cũng sẽ phải có đủ hết đây luôn, và kể cả nhiệt độ thấp nhất, cái độ ẩm thấp nhất tuyệt đối năm, các anh chị cũng phải có. Nó là giá trị này trong cái quy chuẩn có luôn, nó là bao nhiêu thì như vậy chúng ta mới thỏa mãn được các giá trị của chúng ta đưa vào phần mềm. Đấy là những sự khác nhau. Ở đây thì ví dụ như cái trạm này của chúng tôi report thì nó sẽ ra đủ cho chúng ta. Ở đây chúng ta quan tâm đến 14.5 thôi thì chúng ta sẽ cho ra 14.5, và chúng ta chọn cho chế độ ngoài trời hay trong nhà thì tùy chúng ta. Cái máy này của tôi không có file link, mà tôi để link cái máy khác. Cái link thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà chắc anh chị tôi nói vậy thì các anh chị nhắc cũng ok thôi, không phải khó quá cái link. Và đây là toàn bộ cái phần mềm, cái phần bản đồ ạ. Bản đồ này là số hóa 100%, và chúng tôi là dùng cái QGIS, và chúng tôi chọn lưới tọa độ là trùng với lưới tọa độ toàn cầu chung cho của Việt Nam. Do vậy là khi chúng ta phải insert cái bản đồ này, chúng tôi cắt một cái góc này không rồi bản đồ chỗ khác vào thì tôi thành một cái góc chỗ này luôn, nó trùng hết ra 100%. Và chúng ta không bao giờ chúng ta phải ngại cái câu chuyện gì là chuyển file hay là chúng ta sợ lệch. Đấy là sự khác nhau một chút xíu. Thì tôi cũng khuyên mọi người nên dùng QGIS. Đấy là một cái phương pháp chuẩn. Đây, ví dụ cái nền móng mức của chúng ta đây, 14.3 chúng ta xuất hiện đây. Đây 14.3 đây. Đường khu đây, đường tím này, trong này một khoảng nhỏ. Ở đây chẳng hạn đây là nó 14.5 ra bao nhiêu thì cho chúng ta cái mưa xua này chúng ta có thể đo được từ đây vào đến vuông góc với tường công trình chẳng hạn, đi vào đến đây là ví dụ là đây. Nó sẽ hiện ra chúng ta giá trị là 33 mét. Ở dưới đây cái chị nhìn thấy không ạ? Dọc theo tường này của chúng ta bao nhiêu mét thì chúng ta đo được luôn. Từ đây mà chúng ta sẽ kéo đến đây, nó sẽ ra chúng ta là 77,2 mét, là cái cụ như vậy. Thì khi đấy mà chúng ta trích xuất dữ liệu ra thì nó sẽ chính xác, và chúng ta nói với các công trình bên cạnh nó là chính xác, và người ta có cái biện pháp và kế hoạch. Thì những cái ý chính mà tôi nói với mọi người đây là phân đoạn công nghệ của chúng ta là phải rất chuẩn phân đoạn công nghệ. Còn nếu các bạn không phân đoạn công nghệ, các bạn vo tròn cái chặng của các bạn chỉ một điểm, các bạn không đúng đâu. Cơ bản công nghệ thì nó dựa trên một nguyên tắc là bạn phải cô lập được độc lập từng bồn hay từng đoạn hay phân đoạn hay là chiều dài của đoạn đó cũng bạn thì cô lập được. Nguyên tắc thì anh em có thể hiểu thêm. Thì có lẽ là tôi thời gian họ cho tôi cũng không nhiều. Có lẽ là vì đây chúng ta ngồi đây thì cũng toàn những anh em lão luyện rồi. Chắc là để chúng ta có thể hỏi nhau về trao đổi với nhau về học thuật nhiều hơn thì có lẽ tốt hơn. Nếu các anh có câu hỏi thì các anh đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời giúp. Còn là cô ship ơi. Em hỏi cái gì đấy? Thì anh mới tiếng Anh thôi. Lúc nãy anh nói là phải để các phần mềm phải có chứng chỉ thì nó là chứng chỉ của ai cấp và nó là chứng chỉ gì? Rồi, cảm ơn. Chứng chỉ là chứng chỉ của DNV cấp. Nói rõ với các bạn đấy nhé, chứng chỉ của ai nhé. À sâu tôi xong tôi đơn giản. Các anh không chụp tôi nhưng mà còn tôi sâu quá mà đơn giản thôi. Chụp xong rồi về sửa đây. À không, còn mình thì có đủ chứ. Tôi tí xíu, có thể tôi không để máy này. Thì tôi chọn một slide riêng để bên này cho bạn Túc. Ban nãy anh Hưng anh có sâu cái chứng chỉ của anh Hưng ấy, ban nãy cái của bên của Cục An toàn ấy. Thế thì tôi nói với các anh chị là như này, chứng chỉ như thế nào thì nó đúng và chúng ta cần phải đóng vào đâu. Thì quy định của Bộ theo cái quy định thông tư 40 cũng được ấy, cái điều 17 thì không nhập điều 17 điều 18 ấy, thì chúng ta quy định rất rõ. Thứ nhất là phần mềm là có bản quyền. Thế còn ông chạy ông không được đào tạo thì ai ông chạy đúng chạy. Thế là có sau báo cáo đấy là tất cả những chúng tôi làm tư vấn cũng vậy, chúng tôi đều đóng cả. Thứ nhất là license của phần mềm, link, phát, City và chứng chỉ của chuyên gia chạy. Nếu các anh chị ở đây có phần mềm với anh chị như viện dầu khí hay trung tâm tôi là tôi chạy cho anh bạn này thì chúng tôi phải ra một giấy chứng nhận cái unit number ở đấy là do chúng tôi chạy, tôi chịu trách nhiệm. Đấy là sự khác nhau. Tiếp. Câu hỏi tiếp theo là cái phần phương pháp luận của anh hồi nãy anh đề cập là anh sẽ modify một chút xíu so với của các bạn DNV thì liệu nó có lại chuẩn hóa hoặc là cái legal để cho các bạn đấy không? Thứ nhất thì mình nói là mình không sửa gì của DNV cả mà mình cách của mình là mình phải làm cho nó phù hợp với Việt Nam và đúng với pháp luật của nó là người nào xuất hiện ở công trình nào thì chịu mức rủi ro của công trình đấy, nhưng người ta xuất hiện ở nhiều công trình thì phải là tổng sigma của nó và trong pháp luật DNV không nói điều đấy. Còn bạn hỏi lý do tại sao nói này thì tôi chỉ trả lời bạn như này cho nó ngắn. Tất cả cái báo cáo của tôi 60 công trình đã được phê duyệt, thế là chắc là đủ để bạn có thể dùng ra đấy. Rồi với mấy em khác ạ. Như là một nguyên tắc rất đơn giản thôi này, như này ta xuất hiện đâu thì cái cách tính rủi ro của anh như là khá hợp lý, bởi vì cái người đấy có thể nó ở cái kho này một tiếng, cái kho kia 2 tiếng thì rủi ro ở cái kho đó và rủi ro ở kho kia khác nhau. Nếu nói lại nếu mà mình nghĩ hợp lý thì tại sao không có điên thì có thể là đây thế tôi cho bạn hỏi thế thì trả lời anh Tân như này, nói thì nói cho hết luôn. Tôi đang nói với cả DNV câu chuyện này. Khi tôi đưa ra cái bài tính của tôi họ nói phức tạp quá không nào. Tôi đưa sâu cả cho họ luôn. Họ bảo làm như Việt Nam này phức tạp lắm. Nhưng mà làm ở Việt Nam thì công trình trên bờ phải làm như thế chính xác. Khi mình không có gì sai cả, yên tâm, cứ sử dụng bình thường. Mời anh em khác ạ. Ta nói về cái chỗ mà cái 10 mũ trừ 3 đến 10 mũ trừ 5 mà trong cái QGIS 11 đấy thì cái đấy là nếu mà về DNV là cái đấy là 23 đúng không, chứ không có cái gì khác. Thế là trong QA thì nó có cái rồi bây giờ theo thêm một câu chuyện với anh Tân nói cũng hay, tại vì như này các dòng báo cáo đơn vị tư vấn xuất hiện hai dòng tư vấn. Tôi phải nói dòng tư vấn đi theo cái định dạng đầu tiên tức là ông tính cái phần mềm bày ra này, ông cộng thêm một cánh nữa của Việt Nam theo thống kê của ông Sở Bộ Lao động Thương binh Xã hội, cộng thế là sai hoàn toàn. Ông thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội nó là thống kê của tổng tất cả các ngành của Việt Nam bao gồm cả các LPG này rồi. Nên các bạn không thể dùng một cái ảnh hưởng của này mà cộng thêm một cái phần nó đã có để ra cái mức mà đánh giá. Cái này chúng ta đánh giá là mức rủi ro cá nhân này, là mức rủi ro công nghệ do quá trình này nó xảy ra làm việc trong cái nhà máy này. Chứ bạn không thể cộng với cái của Bộ Lao động không cộng thêm vào, vì tổng của Bộ Lao động công bố hàng năm là nó cộng tổng tất cả các ngành của Việt Nam rồi, sao không cộng thêm nó được? Nên là các cái báo cáo trước đây mà tôi nói xin phép không biết có phòng hí ai đây không thì tôi biết nhé. Chúng ta lập luận cách đấy là chúng ta lập luận cách cực kỳ không có. Mà cái này tôi lúc anh Thơ là cục phó của an toàn, tôi nói thẳng với Thơ luôn. Anh Thơ bảo các bạn không ai thì khác nhau, em đừng đưa vào. Anh Thơ bây giờ đang là viện trưởng, chính là viên báo lao động của tổng liên đoàn. Thế là anh là cục phó, rồi anh Thơ hay đi dạy cho ILO và cái gì quốc tế, rồi anh đi và anh trao đổi. Và anh Thơ cũng là tiến sĩ về đánh giá rủi ro, cái ngành mỏ. Nay anh em chúng tôi, vì hai anh em chúng tôi cũng trao đổi cái này khá nhiều với nhau. Nên là chúng ta đừng cộng. Các anh tính đúng phần mềm ra như nào, anh tính đúng cho tôi như thế nhé. Đây là rủi ro công nghệ, đừng có cộng cái gì của Việt Nam cả. Có những thế một thứ mà tôi muốn chuẩn hóa, đấy gọi là chuẩn hóa thì không phải chỉ có anh em, nhưng mà có những cái mà phải muốn trao đổi với anh em một cách thống nhất, tức là chỉ có công nghệ của cái phần này tính ra và chúng ta tính ra giá trị chúng ta xác định và so sánh quy chuẩn. Đấy là cái đầu tiên cái sản phẩm chúng ta không có cộng thêm cái gì cả. Đấy là sự khác nhau một chút. Cái thứ hai là thời tiết. Các anh Tân cũng làm nhiều rồi. Không biết các bạn viện có đánh giá lại những công trình làm chưa rồi, chứ phải tôi đánh giá lại rồi cái tổng kho. Cứ lấy cái dữ liệu thời tiết ở đâu mới thấy nó, cái tỉnh nào nó có một vài cái dòng nó đưa vào, thế là cái bố nhặt cái bố đưa vào. Mà trong khi đó có dữ liệu chuẩn mực quốc gia vào cái bố đưa vào. Đấy là mình phải nói như thế, chúng ta đã chuẩn hóa lại một chút xíu nó sẽ ok. Rồi mời các anh em khác. Vâng, xin mời. Em hỏi thêm là phần dữ liệu của anh nói là liên quan đến các thông số kia thì em thấy trong quá trình tham gia cái đánh giá rủi ro định kỳ chúng ta phải làm với em á, các đơn vị đó cũng gặp những cái sự cố này, những cái thay đổi về mặt công nghệ trong quá trình diễn ra từ năm ví dụ từ giai đoạn này năm này sau 5 năm á, thì em có thể chia sẻ rằng là cái cách nào để em sẽ kiểm soát được rằng là khi mà có những thông tin đó vào cái phần mềm của bạn tư vấn á, bạn đưa ra kết quả mà em có thể bây giờ tư vấn ông làm như nào? Tư vấn đưa vào nói tôi thử không, đây là mình trao đổi nhé. Tôi nói với các bạn là dữ liệu mà chúng ta thống kê là dữ liệu để chúng ta tham chiếu, không phải là dữ liệu quyết định. Chỉ có... Tôi nói ví dụ cái đường ống như này, đường ống tay cong ở chỗ mặt của tay này này, bình thường tại sao nó bị ở chỗ này mà chuyên gia hay chọn ở chỗ này? Vì khi đường ống muốn cong đi 90 độ, bởi không muốn cong khác nhé, thì nó bị giãn cái kim loại mặt ngoài này, nó mỏng đi, kim loại không đồng nhất. Cái thứ hai ví dụ là do thời tiết của các anh có động nước, nó bị. Còn sự cố công nghệ của anh chẳng hạn, nếu như nó bị ở điểm nào thì sau này có thể chọn sự cố công nghệ ở khu vực đó, hoặc có thể xem xét. Tôi nói ví dụ là khi đường ống của anh chị mà nối với máy bơm này, thì cái điểm do gì nó phải máy bơm thì nó mới tạo ra rung động. Nhưng mà chỗ khác người ta theo cái thống kê của bạn là đường ống của bạn là chỗ kia bị mọt trước. Nó bị do gì ở chỗ mọt trước đấy, thì bạn phải chọn ở chỗ mọt trước. Đấy là đến khi tôi muốn nói câu chuyện khảo sát là câu chuyện cực kỳ quan trọng, mà đánh giá định tính phải chỉ ra điểm do gì. Còn tư vấn bạn là đơn vị nào làm, chúng ta gọi thật sự là đơn vị nào. Thì anh em thôi, mình không hỏi thế thôi, và các anh em trao đổi nhá. Nhưng là cái đấy nó có giá trị rất nhiều hữu ích, mà thực sự là các bạn là người quản lý giáo mà, thì các bạn nên trao đổi. Vì nó không, cái điểm do chị này không khó gì với chuyên gia phần mềm, mình phải nói với bạn ấy, bạn chọn điểm nào không khó gì với chuyên gia cả, nhưng chọn điểm nào cho chính xác thì là cần có sự tham chiếu của hai bên, chứ còn chả có gì bắt bẻ cái này cả. Thích chạy chỗ khác, tôi chạy chỗ khác gắt, nó rất đơn giản. Tại vì em theo dõi trong các năm đó, thường khi mà tư vấn vào thì rõ ràng rằng theo thời gian vận hành giống như anh em chúng ta thôi, thì theo thời gian chúng ta già thì chúng ta yếu. Hệ thống công nghệ cũng như vậy, là theo thời gian này chúng ta cũng sẽ yếu ở những cái điểm đó, và họ sẽ bây giờ cứ tăng cũng làm tăng chính là chính. Tôi nói bạn như này, trong cái phần tính hệ số điều chỉnh về thời gian, nó có cái tính hệ số thời gian làm việc, nó sẽ bằng số năm làm việc chia cho 40, bằng hệ số nào thì chọn theo hệ số bên cạnh. Nha, theo đọc về đọc API 581 phân 10 phiên bản 2010 phân 1. Thế thì nó có là tuổi thọ trung bình của thiết bị công nghiệp, người ta quy định là 40 năm. Được chưa? Thì đến bao nhiêu năm thì bạn phải chia cho nó, để chọn những nào thì chọn theo một hệ số. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khi mà chạy lại các cái của bạn sang báo cáo định kỳ 5 năm ấy, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ là đánh giá sự suy giảm, tức là mòn mòn đi, bồn hay nữa gọi mòn đi, thì trong phần hướng dẫn là người ta quy định là mòn dưới 1 mm trên 1 năm thì chọn hệ số như thế nào, và trên 1 mm/năm bạn chọn thế nào, nó có. Ngoài ra thì các sự cố khác nữa, vân vân, thì các bạn phải xem. Thì phải xem cái bản tính nhé, tớ tư vấn các anh em ở đây và các cô chủ đầu tư nhé, gửi cho tôi bản tính hệ số, được chưa? Xem các bạn đấy chứ còn cứ bốc bao nhiêu thì đưa vào đấy chứ không phải đâu. Và một điểm hết sức lưu ý khi chạy lại này, nếu đường ống của chất của bạn có tỷ lệ mixer thay đổi, nồng độ thay đổi. Tôi nói ví dụ tôi chạy cái này hôm nay là Buro là 50-50, nhưng mà ngày mai là chị chạy là 30-70, toàn bộ mixer lại toàn bộ mùi chất. Của anh chẳng hạn là ammoniac của anh là bao nhiêu % chẳng hạn, tôi nói ví dụ thế, hay áp suất của anh thay đổi, hoặc là ngao hát của anh ở Trung Hòa vân vân ấy, nó bao nhiêu thì anh phải chạy lại cái bài theo đúng hiện trạng nhé. Rồi xin mời. Tôi hỏi là mấy cái dữ liệu thời tiết nên là anh có phải tốn phí để mua không hay là không? Kết bạn Zalo tôi cho hết, cho cả phái huốt luôn, không chỉ có PDF tôi có cả phái huốt. Vì mình cũng hay ngồi hội đồng nghiệm thu của chị mà. Không biết xin lỗi anh Hùng nhưng mà tôi ngồi thường xuyên cho anh Hà hội đồng vụ. Đấy thế là cái nào cho được anh em cho thì sẵn sàng ngay và không khó khăn thì anh em ta cả. Là xin mời một câu hỏi tiếp ạ. Tắt hết rồi. Tôi xin phép được giải đáp luôn. Ông em kia. Now I want to invite Dr. Pete Lloyd to the stage to present a token of appreciation to Mr. Ban. Much.